Ngày 7 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông qua phản ánh của các cơ quan truyền thông về việc xuất hiện một trang Facebook có tên Điều trị hiếm muộn Bệnh viện Chợ Rẫy, thu hút nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến tư vấn thụ tinh ống nghiệm, đón song thai rồng phượng với chi phí 25 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế đã vào cuộc để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám quảng cáo điều trị hiếm muộn lấy tên Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang Facebook này thì được hướng dẫn đến số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, là trụ sở của Bệnh viện An Sinh. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ BA03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng chuyên gia thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ đến kiểm tra xác minh thông tin tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh. Qua kiểm tra, bác sĩ BTT xuất trình chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2020, có bằng chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành sản phụ khoa do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm tinh dịch đồ và các chứng chỉ, chứng nhận khác. Tại buổi làm việc, bác sĩ T khẳng định hai trang Facebook có nội dung mạo danh điều trị hiếm muộn, Bệnh viện Chợ Rẫy không phải do mình lập ra và không vào những trang này để móc nối người bệnh đến Bệnh viện An Sinh khám bệnh, chữa bệnh hiếm muộn. Hiện Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ.